Hôm nay, Ngọc trở lại thăm hai mẹ con chị Trương. Gần một năm trước, chồng chị Trương bị ung thư, còn viêm màng não mà không có điều kiện chữa trị. Cuộc sống rơi vào cảnh hoàn toàn bế tắc. Sự kết nối của Ngọc đã chạm tới lòng trắc ẩn của nhiều người để có được hơn 100 triệu đồng giúp gia đình chị Trương đi qua những tháng ngày khó khăn nhất. Hoàn cảnh khó khăn rồi mới nhờ gặp chị Ngọc. Chị Ngọc kêu gọi giúp đỡ mẹ con, chứ không mẹ con là ăn xin ngoài đường mệt có ai cho hay không. Gia đình chị Trương không phải là duy nhất. Đã có 13 gia đình gặp bệnh tật, hoạn nạn, vượt lên được số phận như thế, nhờ sự kết nối và những việc làm vì cộng đồng của Ngọc. Gần 3 năm làm công tác chữ thập đỏ, Ngọc đã kêu gọi, quyên góp được gần 1 tỷ đồng để xây nhà cho 11 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Cảm ơn chị Ngọc và cổ bến Hội Thập Đỏ huyện Thanh Chương giúp đỡ gia đình và kết nối của trong hào tâm xây gia đình căn nhà này. Nhưng là đờ mưa gió hơn nắm, rồi là mưa tạt nở còn đờ nhiều. Một con người rất là nhiệt huyết và đặc biệt là sáng tạo trong cách làm, cách nghĩ. Và có cả cái tấm đức của một con người là luôn luôn hướng đến những cái hoàn cảnh khó khăn. Thế thì đồng chí đã cùng với cả cấp hội chữ thập đỏ đấy, liên kết về các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để cứu trợ các cái hoàn cảnh khó khăn, đã góp phần quan trọng vào cái công tác an sinh xã hội, công tác từ thiện nhân đạo của chính quyền địa phương trong thời gian qua. Sử dụng Internet để kết nối, Ngọc đã đưa những hình ảnh chân thực, xúc động nhất của những cảnh đời éo le đến với mạnh thường quân khắp muôn phương. Tình yêu thương, mong muốn được hỗ trợ những người yếu thế của Ngọc đã giúp chị lan tỏa nghĩa cử tới nhiều tấm lòng nhân ái. Cũng vì thế, đã có rất nhiều số phận éo le được giúp đỡ kịp thời. Chỉ riêng với đối tượng trẻ em bị bệnh tim và ung thư, người già neo đơn, Ngọc đã kêu gọi được số tiền gần 600 triệu đồng. Mỗi lần mà đến được một cái hoàn cảnh khó khăn ấy, đồng cảm với họ và kêu gọi giúp đỡ được họ, thì là bản thân em cũng cảm thấy là cũng ấm lòng hơn rất là nhiều. Thì em cũng cảm thấy là mình chưa có gì giỏi giang hay là cái gì trong cái vấn đề là làm từ thiện hay cái gì cả. Chắc là có một cái duyên nhỏ xíu nào đó thôi để đồng hành cùng bà con. Thì mong rằng là trong thời gian sắp tới là em vẫn có được cái duyên đó và mà nhận được nhiều cái sự ủng hộ, quan tâm của những nhà hảo tâm để cho những cái mảnh đời ở huyện Thanh Chương sau này có thể là mở rộng ra, đi xa hơn nữa, thì là quan tâm được nhiều hơn nữa những mảnh đời khó khăn bất hạnh. Lòng nhiệt huyết và cách làm sáng tạo, linh hoạt trong công tác thiện nguyện đã giúp Ngọc kết nối được sức mạnh từ cộng đồng nhân ái, tiếp tục mang niềm vui đến cho nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh.